Được rồi các bạn, đây là tập thứ 3 của Đặc vụ Đặc cầu. Và ngày hôm nay thì như các bạn thấy này, mình và team của mình đang có mặt tại một cái ngôi trường. Và cái nhiệm vụ là cần phải giải cứu tất cả những cái học sinh hay là những cái thầy cô trong cái ngôi trường này. Tại vì đang có một cái lũ tội phạm đến và thậm chí là còn đánh bom cơ. Nên là cái nhiệm vụ ngày hôm nay có thể gọi là một cái nhiệm vụ cực kỳ rắc rối và nó cũng khá là khốc liệt ấy. Mà tí nữa mình sẽ cho các bạn biết chi tiết nó như nào. Còn bây giờ thì chỉ có một mình đội trưởng là cái người mà sẽ tiến vào đây trước. Và bây giờ thì mình sẽ gọi là cần phải quan sát xem có nghe tiếng con tim rồi, nhưng mà cần phải check thật kỹ cái đã. Tại vì nhiệm vụ này thì nó có cả một cái phần gọi là gỡ bom nhờ các bạn. Đấy, thấy chưa? Tới cả trường đánh bom cơ. Và trên này có thằng nào bỏ vũ khí. Ôi kìa, con tim thế nào mà thấy tiếng súng cứ nhao nhao dạ. Thêm người nữa này. Và quan trọng hơn là đây có một quả bom, mình cần phải gỡ thật nhanh. Và trong cái lúc mà thôi nào, đứng yên đấy. Trong cái lúc mà gỡ bom thì nó là cái giai đoạn rất là nhạy cảm, rất có thể là bị ở một cái đám nào đó tấn công ấy, hoặc là mình cắt nhầm một cái dây nào đó nữa. Mong con tim không nghe thấy những cái gì mà mình vừa nói. Nhưng mà yên tâm đi, đội trưởng làm nhiệm vụ thì nó khác bọt lắm. Mình cần thêm một chút thời gian nữa để gỡ cái quả bom này. Hình như là có khoảng 1 đến 3 quả bom trong cái ngôi trường này. Đấy, mà ngôi trường thì nó phải rộng và nó nhiều phòng như nào các bạn cũng có thể đoán được mà. Nhưng mà trước mắt là mình đã tìm được khoảng 3 con tin rồi. Khá may đấy. À, thực ra là 4 con tin. Ôi, đông thế. Một cái thư viện của cái ngôi trường. Và cái anh chàng này là cái anh chàng mà rất là hoảng loạn khi mà nhào ra, mà cũng có thể thông cảm được. Tại vì trước khi mà đội của mình tới đây là cũng đã nhận được rất nhiều thông tin là có rất nhiều người đã bay màu bởi cái lũ tội phạm này. Chúng nó xảy đăng xuất luôn ấy. Và trên sàn các bạn cũng có thể thấy những cái vết tiết canh mà. Nên là cửa nó đóng á. Cửa đóng này. Cái gì đây? Công thức hóa học các thứ này. Và đây các bạn thấy này. Đấy, một cái lớp học mà chúng nó vào chúng làm tan nát như này. Không thể tha thứ cho cái tội ác này được. Ở từ từ. Sao cảm giác nhiều nghe tiếng nhỉ? Thôi xong. Có tiếng. Có tiếng rồi. Nó tính tấn công con tin rồi. Rồi, đến bây giờ thì mình sẽ cho các bạn biết cái lý do mà tại sao mà chỉ có đội trưởng vào đây là cái người mà vào trước ấy. Mình có biết được hai cái fact về cái nhiệm vụ lần này. Cái đầu tiên là khi mà chúng ta ở một cái khu vực quá lâu, kiểu trong một căn phòng có địch này, kiểu trong một căn phòng quá lâu, khi mà chúng ta bắt đầu công vào ấy, là đầu tiên cần phải check xem bên trong có ai hay không. Và sau khi mà đã có thông tin rồi thì sẽ cử đội công vào. Khi mà công thành công rồi thì cần phải còng tay con tin lại rồi là báo về cho sở chỉ huy. Nó đã tốn một khoảng thời gian rồi. Và nếu mà cứ như vậy là bọn tội phạm chúng nó sẽ lôi con tin ra và bắn luôn ấy. Tại vì đơn giản thôi, bọn chúng nó không hề có cái nghĩa vụ phải đợi chúng ta đến giải cứu mấy cái con tin đó cả ấy. Cái nhiệm vụ này đáng sợ ở cái chỗ đấy. Từ từ. Sao cảm giác có cái tiếng kêu cứu nhở? Nên là nó cần phải một cái sự khẩn trương ấy. Vẫn có tiếng này. Từ từ. Ủa, bên trong. Và còn một cái thông tin cực kỳ quan trọng mà mình sẽ nói cho các bạn biết. Đó là khi mà studio làm game họ thông báo về cái việc mà sẽ thêm cái nhiệm vụ này vào game ấy, là đã có rất nhiều những cái tranh cãi trong cộng đồng. Tại vì ở đây là một cái vụ xả súng trong trường học nha. Mà đôi khi một cái tựa game mà họ làm sát với thực tế quá thì nó sẽ có rất nhiều những cái vấn đề. Chưa kể là trong cái lúc mà họ làm cái nhiệm vụ này ấy, là đã có lục đục trong nội bộ làm game rồi các bạn. Nên là cái nhiệm vụ này nó khốc liệt cả ngoài đời lẫn trong game luôn. Cái nhiệm vụ này thì có tên là Convoy. Mình không rõ là cái ý nghĩa thực sự khi mà họ đặt tên này cho cái nhiệm vụ này là gì, hay kiểu chỉ bí tên quá xong đặt tên một con vật vào cái nhiệm vụ này thôi ấy. Đây rồi, mình đã tìm thấy cái quả bom thứ hai rồi. Hay quá. Đấy là cái lý do mà mình quyết định để team của mình ở ngoài và mình là cái người mà vào bên trong trước. Và các bạn cũng có thể thấy rõ rồi đấy, cái pha lúc nãy mà mình không kịp đập cửa và xông vào bắn thẳng tội phạm kia là nó đã cho con tin kia thành tổ ong luôn rồi. Rất là khó chịu. Rồi, bây giờ là lúc mà sẽ cho con tin cho đội của mình vào này. Đây là màn hình cái góc nhìn của đội của mình này các bạn này. Mọi người thì đi tiến vào cái phần cửa chính luôn. Còn lúc mà mình vào đây thì mình đi một cái cửa khác. Tại vì đột kích thì tất nhiên là trong cái đường mà nó bí mật hơn mà. Đấy rồi, đã đủ rồi. Bây giờ thì sẽ check những cái phần căn phòng này. Tại vì vẫn còn rất nhiều những cái con tin ở bên trong ấy. Trường học mà, làm sao mà có chuyện ít người được. Đầu tiên là sẽ vào cái phòng này trước đi. Đây, ngày hôm nay thì mình không để cho đội của mình mang cái khẩu minigun đi nữa, mà mang một cái thứ chuyên để gọi là công cửa luôn. Đây này các bạn nhìn nhá. Đấy, rồi cả đội vào đi.
có vẻ không có ai rồi. Nãy giờ chỉ làm cái pha gọi là flex nhẹ thôi. Thì mình đã xử hết tất cả những cái tên gọi là những cái tay súng, những cái tên tội phạm trong cái nhiệm vụ lần này rồi. Và bây giờ thì chỉ đơn giản là chúng ta đi lùng sục con tin thôi. Và có thể game sẽ có một cái pha bất ngờ khi mà vẫn còn một cái tên nào đó, một cái tên tội phạm nào đó lẩn trốn ý. Tại vì game này thì bọn tội phạm nó danh ma lắm. Có những lúc mà chúng nó giả dạng là con tin cơ, nhưng mà trên tay nó thì vẫn là những cái vũ khí. Nên là nếu mà không tỉnh là sẽ bị gọi là hẹo luôn ấy. Rồi vào đây. Kiểm tra đây các đồng chí. Không có này. Phòng thứ hai cũng không có luôn. Rồi. Con tin thì đều không có trong hai cái khu vực này. Không rõ là họ ở đâu. Nãy giờ để xem thì chúng ta cũng gặp khá nhiều rồi đấy. Còn bây giờ thì đạp cửa phá vào cái phòng này thôi. Đây này. Một cái tiết học mà chúng nó vào đây chúng nó sấy. Thực ra nếu mà đi cùng với đội ngay từ đầu thì cũng được thôi, nhưng mà nó cần một cái khả năng tham minh cực kỳ tốt ấy, thì có thể làm được. Mà cái đội của mình thì mới chỉ thành lập thôi, mọi người vẫn chưa có quá nhiều kinh nghiệm ấy. Nên là hơn hết là mình vào trước. Rồi, tiếp nào. Nói chung bây giờ chỉ có đi lùng sục con tin thôi. Bom thì gỡ được rồi, đã bớt phần gánh nặng rồi đấy. Đây các bạn nhìn này, đấy, được rồi nhờ. Còn ai không đây? Đội hôm nay thì có một chút gì đó khác biệt về màu sắc nhá. Kiểu hai người sẽ là mặc đồ đen, còn hai người còn lại thì sẽ là kiểu mặc đồ nâu. Bởi vì đôi khi mình sẽ cử hai người công vào một căn phòng này và hai người công vào một căn phòng kia, nên là kiểu khác màu như thế thì sẽ dễ nhận biết hơn ấy. Đấy, nói chung là như thế để cho dễ nhìn thôi. Nào. Một người bị thương và một người cũng vẫn bị thương này. Đâu rồi, đâu rồi? Đây rồi. Vẫn ngồi gọi là ngồi yên đợi đến nó giải cứu luôn này. Hay lắm. Nào, đồng chí. Ui, từ từ nào. Hơi mạnh tay rồi. Tiếp xúc với tội phạm nhiều nên là những cái thao tác rất là dứt khoát mà. Không thể check được đâu các bạn ơi. Đạn thì vẫn còn nhiều. Khẩu súng hôm nay thì mình cũng còn không mang cái scope đi. Tại vì mình dùng cái tia laser là chính thôi. Đây rồi. Có thể là con tin sẽ ở trong những căn phòng ở bên này. Và chúng có thể kết thúc cái công việc, cái nhiệm vụ này ở đây luôn. Không có ai này. Bàn ghế xếp đống lên luôn. Rồi, cách mà công vào một căn phòng, một cái kiểu mà hoàn toàn không có trong hai cái tập đầu. Và quan trọng là các bạn đừng có giật mình quá nhá. Cái pha mà flex như thế đấy. Nào, vào đi, kiểm tra nào. Có con tin này, hay quá. Mọi người có thể là đã rất là hoảng sau một cái pha như thế rồi, nhưng mà không sao. So với cái việc mà ở chung với cái lũ tội phạm kia thì gặp bọn mình thì vẫn là ổn hơn. Cái bộ xương và nó khá chắc này các bạn. Ui. Khỏe đấy. Và cửa thì đen thui luôn rồi. Tiếp nào, còn một cái phần bên tay trái nữa nha. Con tin rất là nhiều luôn. Đâu rồi, đâu rồi. Đạp cửa đấy. Thấy cửa mà không đạp thì khá ngứa chân. Nhưng mà đạp nhiều thì hơi đau chân. Đấy, cửa khá chắc đấy. Đội ngũ thi công này khá tốt đấy. Được rồi, bên trong này còn một người này. Thậm chí nào vào cổng tay họ lại đi. Đây. Vẫn chưa xong cơ. Ơ, lâu vậy. Mà trong khi đến đây đã có rất nhiều người phải bỏ mạng rồi. Nếu không thì cái nhiệm vụ áp giải nó còn khó khăn hơn nữa đấy. Đấy các bạn thấy chưa. Nó vẫn còn một cái yêu cầu. Tức là vẫn chưa đủ con tin. Đây rồi. Nào. Sao lúc nãy không thấy đây nhỉ? Có thể đã chạy ra đây rồi ý. Rồi, yên tâm đi. Bên trên này thì để xem nào. Nó nhiều phòng quá mà, nên là đôi khi hơi bị sót một căn phòng nào đó. Thực ra cái phòng này mình từng công vào rồi đây. Đúng không nhỉ? Nào đi ra đi. Phòng này không có rồi. Để xem nào, còn phòng nào mình chưa vào đây. Phòng này thì cũng có vào rồi. Cái phòng này phòng giải phẫu các thứ à. Kiểu mô hình xương rồi là con người các thứ nội tạng ấy. Rồi. Lục thì à đây vẫn còn con tin này. Thực ra mình chưa có một cái nhiệm vụ nào là dùng lục hoàn toàn trong một cái nhiệm vụ ấy. Nói chung vẫn đã dùng cái khẩu rifle trước. Vẫn còn này. Ô, nhiều thật sự luôn ấy. Cái số con tin có thể gọi là nhiều nhất trong những cái nhiệm vụ mà mình làm. Còn sau này không biết có cái nhiệm vụ nào mà còn nhiều hơn hay không, nhưng mà hiện tại thì ở đây là nhiều nhất rồi. Nào, đây rồi. Con tin cuối cùng và chúng ta sẽ tịch thu cả vũ khí của mấy cái bọn này nữa. Bây giờ các bạn nhìn này. Rồi, xong tất cả nhiệm vụ rồi. Đội có thể về.
và nếu thấy hay để lại cho mình một like và một subscribe.